Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay lại với channel của mình. Nếu để lên một cặp kỵ thì nên lên cặp kỵ nào là tối ưu nhất đối với những em mới chơi? Còn những em chơi lâu thì chắc chắn đã lên một số vài con kỵ rồi. Nhưng mấy anh em mới chơi thì lựa chọn một cặp kỵ nào đánh chân phạt cực kỳ tốt và cực kỳ tối ưu ở trong trò chơi này. Video ngày hôm nay anh em mình sẽ cùng đi xem cặp kỵ nào sẽ là tối ưu nhất nhé anh em. Rồi ở đây thì mình đã có hai con tướng kỵ mà mình đánh giá sẽ là tối ưu và mạnh nhất ở trong cái trò chơi này hiện tại, đó chính là Hạng Vũ và Nezuki. Thì ở hai con tướng kỵ này sẽ là cái lựa chọn tối ưu nhất ở trong cái trò chơi này khi mà anh em chọn một cặp kỵ để đánh chinh phạt. Thì thực ra kỵ nó tới ba con lận, nó còn một con nữa, nó chính là William đó, 5551 như thế này. Nhưng mà nếu như mà được chọn một cặp kỵ để lên thì mình nghĩ là anh em nên lựa chọn một cặp, nó chính là Hạng Vũ và Nezuki. Tại sao lại chọn cặp này? Tại vì ở cặp này thì thứ nhất là như thế này. Đây, mình sẽ lấy Hạng Vũ và Nezuki. Ở cái skill đầu tiên của con Hạng Vũ là có sát thương Damage, một trong những con tướng mà tất cả những con tướng ở trong game này cứ con nào có sát thương AoE thì con đấy cực kỳ tốt nha anh em. Hạng Vũ cũng tương tự như vậy. Thêm một cái nữa là nó sẽ debuff giảm 30% phòng thủ trong 3 giây. Cái debuff này sẽ giúp cho con Nét có hệ số sát thương là 2k3. Gây đam cực kỳ đau và cực kỳ lớn nha anh em. Đó chính là cái kỹ năng mà cực kỳ tốt khi mà những con tướng đi cùng với Hạng Vũ đều ra skill và ra kỹ năng cực kỳ đau. Đặc biệt là những con có hệ số sát thương lớn. Ví dụ như là con Nét này. Rồi vào con Nezuki này thì anh em sẽ nhận được cái hệ số, nó chính là tấn công, tốc độ di chuyển cũng như là tăng sức khỏe tới 20% khi mà ở ngoài lãnh thổ liên minh, cực kỳ tốt khi mà đánh on field nhé anh em. Thêm một cái nữa nè, ở cái kỹ năng thứ ba là đơn vị kỵ binh dẫn dắt vị trí này tăng 20% phòng thủ, sát thương do đội quân dẫn đầu vị trí này tăng 10%, sát thương nhận vào từ các mục tiêu xung quanh giảm 5%. Một cái kỹ năng mà chính vì vậy anh em thấy được là Nezuki nó cực kỳ khỏe và cực kỳ trâu, chính nhờ cái bộ kỹ năng như vậy nha anh em. Khi đội quân được dẫn đầu bởi chỉ này chỉ bao gồm kỵ binh, sát thương kỹ năng tăng 20%, tăng sát thương kỹ năng thêm 30% trong 4 giây khi thi triển kỹ năng chủ động. Kỹ năng chủ động là cái kỹ năng đầu tiên này, cái kỹ năng mà yêu cầu sức mạnh phi thường là 1000 đấy anh em ạ. Hiệu ứng này có thể kích hoạt tối đa 5 giây mỗi lần. Mở khóa chuyên môn cơn bão mùa đông thì anh em sẽ nhận được là sát thương tấn công thường do đội quân này dẫn đầu bởi chỉ này gây ra tăng thêm 5% và có 10% cơ hội tăng sức khỏe của đơn vị kỵ binh thêm 30% trong 3 giây khi bị tấn công. Có nghĩa là ở cái bộ kỹ năng của con Nezuki này có rất là nhiều chỉ số phòng thủ cũng như là máu hoặc là gây hệ số sát thương các thứ. Đó, cực kỳ khỏe. Chính vì vậy một cặp kỵ mà anh em có thể lựa chọn để tối ưu nhất nó chính là Hạng Vũ và Nezuki. Ngoài ra ở con Hạng Vũ kỹ năng chuyên môn của nó cũng cực kỳ khỏe nhé anh em, tăng sát thương kỹ năng. Thêm một cái nữa là có khả năng tấn công thành phố và thành trì cũng rất là tốt khi mà anh em lựa chọn Hạng Vũ và Nezuki. Một cặp có thể đánh on field được, một cặp cũng có thể rally nhà các thứ cực kỳ khỏe, đánh ARK các thứ thì bao mượt rồi. Và thêm một cái điểm nhấn ở trong cái cặp này là khi mà anh em đánh KVK ấy, trong trường hợp anh em build hai cặp đó, hai con tướng kỵ là Hạng Vũ và Nezuki thì anh em cũng có thể có thêm một cái lựa chọn là có hai đạo để đánh on field. Thứ nhất là anh em có thể chọn là Hạng Vũ nhé, Hạng Vũ mèo mét như thế này để anh em có thể đánh on field là anh em sẽ được một cặp kỵ rồi. Thêm một cặp kỵ thứ hai thì anh em cũng có thể là đánh Nezuki với lại William như thế này là anh em đã có được hai cặp kỵ để đánh on field. Tuy nhiên nếu mà chưa có William anh em cũng có thể kẹp với một số con tướng khác, con nào cũng được hết, Di cũng được nhá, hoặc là Cao Cao cũng được luôn đó, hoặc là Bye Bye cũng được luôn. Đó là những con tướng mà anh em có thể kẹp cùng, hoặc là Yuli Caesar, phê đất các thứ. Nói chung là con Nezuki này anh em kẹp với bất kể một con tướng kỵ nào cũng được, hoặc nếu như anh em tốt thì anh em có thể kẹp với một con tướng mid chop lãnh đạo đều rất là tốt. Còn nếu không thì anh em cũng có thể kẹp tốt nhất là William đó, thì anh em có được hai cặp kỵ để anh em đánh on field. Còn nếu như một cặp tối ưu thì anh em có thể chọn là Hạng Vũ với lại Nezuki như thế nào. Và thêm một cái nữa đó chính là ở con Nezuki này với cái bộ kỹ năng của nó từ 1 cho đến 5, 1 2 3 4 5 như thế này,
thì anh em nâng skill đầu tiên 5111 là anh em có thể đánh tạm được rồi, dành cho những anh em mà không đủ khả năng để mát nó ngay từ đầu để mang ra đánh on field. Tiếp đến thì anh em có thể nâng tiếp là 5511 hoặc không thì có thể nâng 5551, đó tùy cái bộ kỹ năng. Nói chung là anh em cứ nâng từ đầu tới cuối thì anh em cũng có thể đánh on field cực kỳ tốt, chứ không nhất thiết là nó cứ phải mát thì mới đánh on field được nhé anh em. Rồi còn ở con hạng vũ cũng tương tự như vậy, anh em nâng hai bộ kỹ năng, hai skill đầu là 5511 là có thể đánh on field được rồi. Và nếu như anh em nâng một cặp và không đủ tượng để mát cho cả hai thì anh em có thể nâng hạng vũ 5511, sau đó anh em chuyển sang anh em mát nét trước. Bởi vì trong quá trình anh em nâng 5111 hoặc là 5511 hoặc là 5551 thì tất cả những cái bộ kỹ năng của con Netkey như vậy đều rất là tốt và đều đánh on field cực kỳ khỏe. Đó lý do như vậy, chính vậy trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ mát con Netkey này luôn, bởi vì còn một kỹ năng nữa là mát rồi. Còn ở con hạng vũ này thì anh em né được cái skill là rally như thế này, thành phố, thì anh em dùng ba kỹ năng là 5515 như vậy là anh em đánh on field cực kỳ khỏe rồi. Dùng tượng mát Netkey trước vẫn là tối ưu hơn, sau đấy anh em thích thì anh em có thể quay lại mát hạng vũ, bởi vì lấy được thêm 10% sát thương kỹ năng là cực kỳ cao nhé anh em. Rồi video này thì mình sẽ mát net luôn. 20 75 là 60 tượng nữa, 80 rồi, vừa đủ luôn, vừa đẹp luôn, quá là chuẩn. Mắt Netkey và mở khóa chuyên môn. Wow, quá kinh luôn, quá đẹp đúng không anh em? Wow, như vậy là anh em đã có hai cặp kỳ để đánh rồi, Net với lại William, hạng vũ và mèo mệt, là hai cặp kỳ để đánh on field cực kỳ khỏe rồi. Đó, nếu như mà những anh em mới chơi mà muốn có một cặp kỳ để đánh tối ưu thì mình nghĩ là anh em nên lên hạng vũ với Netkey nhé. Sau đó thì anh em có thể kết hợp giữa hạng vũ với lại mèo mệt, Netkey với William hoặc là Netkey với Di, hoặc là Netkey với bất kể một con tướng kỵ tím nào cũng rất là ok, đặc biệt là bay ba có sát thương AOE hoặc là Netkey AE cũng được. Hoặc là đi với một số con mid chốt mà anh em có bộ skill đầu tiên là 5511 ấy, thì anh em cũng có thể sử dụng rất là tốt. Ví dụ như là Yuri Caesar nè, 5511, đó là anh em có thể chơi cực kỳ tốt rồi. Dành cho những anh em mà không có khả năng để mát ngay con tướng cam và chơi từ chinh phạt và chơi từ đầu KVK và mới chơi game thì anh em không thể nào mà tới chinh phạt anh em có thể mát được một cặp tướng chinh phạt để chơi được, thì anh em cũng có thể nâng một cách tối ưu như vậy. Năm hạng vũ 5511 và Netkey là 5111, sau đó anh em nâng Netkey từ từ lên cho đến khi nào mát. Chà, 8 món ghi cam, 1 cung, 2 cung, 3 cung, 4 cung, 5 cung, 5 món cung, 1 món kỵ và 2 phụ kỵ, 8 món mà nổ được món tài năng đặc biệt là cũng gọi là hết rồi đấy anh em ạ. Thế là cũng gọi là hết rồi đấy. Rồi và ở đây thì mình có thêm một món món cam nữa là quần kỵ nè, cho tàn bình minh, sức mạnh kỵ binh cộng 12%, quần này cực kỳ tốt nhé anh em, rất là nhiều máu, 12% kỵ binh nè. Rồi và bây giờ mình sẽ tiến hành quất luôn cái quần kỵ này luôn anh em, chắc không phải mồ đâu nha, làm nhanh thắng nhanh. Nổ tài năng đặc biệt nào anh em nhớ nhấn ủng hộ cho mình, xin một like ủng hộ cho mình, một đăng ký nhé, cảm ơn anh em nhiều nhé. Ồ, phát này hơi bị khét luôn. Ôi, quần này nếu mà được cộng là tăng máu cơ bản kỵ cộng 300 nè, đã bút máu còn tăng cơ bản kỵ binh, máu cơ bản kỵ cộng tới 3 nữa, cực ngon đấy. Mùa 1 thì anh em được cộng 1, mùa 3 anh em được cộng 2 và mùa chinh phạt thì anh em được tới cộng 3 nhé. Những anh em mà đang chơi mùa 1, mùa 2 thì anh em cũng có thể là cứ nâng đi, rồi đến chinh phạt thì nó sẽ tự nâng cái này lên là 3 nhé. Chứ không phải anh em chơi mùa 1, mùa 2 nó là 1 thì sang mùa 3 nó vẫn là 1 đâu. Nó sẽ tự nâng lên cho anh em. Nổ tài năng đặc biệt nào. Ủa? 15 triệu vàng, mình mở tới 19.9M vàng rồi. Lên nè anh em, chắc chắn là phải lên đúng không? Lên. Bồ. À, dạo này đập đồ cam bị sao ấy anh em ạ? À? Nổ được.
Gãy thật sự. Bữa giờ là hai nạn nhân tiếp theo. Bé đập đồ không nổ tí nào. Chán thật sự. Ok, như vậy là cũng tạm ổn rồi anh em ạ. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu như anh em thấy hay, nhấn cho mình xin một like, ủng hộ cho mình một đăng ký kênh. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, xin chào anh em.